Vẫn nhìn qua bên này, nhìn phía sau đi bố. Ok. Hello. Hello mọi người. À bên trường cảnh sát à? À em cũng đang thứ bảy tới là em cũng ra mắt đội bóng. Em lập đội tên công ty. Em mời bên viện kiểm sát tối cao lên đá giao lưu. Vâng, cả chánh văn phòng cả ấy thứ trưởng phòng là cũng lên. Đang lên đá xong giao lưu anh em luôn. Vâng, sếp của mình. Hello mọi người. Bữa nay mình chơi lớn nha. Hiện giờ đang ở trên chiếc du thuyền. Đang lên đên trên dòng sông Sài Gòn. Ok. Thì bữa nay mình đi dạo sông Sài Gòn đêm. À. Sở thích live stream. Quay ra góc kia đi bố. Sao vậy? Không sao, bữa nay chơi xả láng đi. Chơi nói gì? Bữa nay nói chung thì hôm nay có con nuôi nó tiếp khách, nói chung là vậy, nó mời mình đi tham quan. Bố sẵn. quay bên kia kìa bố. Ồ bên kia thì có cái này nhìn như là 81 phải không? Dạ. 81 là anh Bạc. Ok thì hiểu rồi. Con đang ở trên du thuyền đang đánh ra sông Sài Gòn để nhậu á. Ờ bây giờ mình đi nhậu. Ông Khoang bảo là vừa ngồi với cả sếp của em Mi nhà mình, vừa ngồi với cả anh viện trưởng cao cấp cao nội. Anh Cường. Vâng, viện trưởng cấp cao đây, muốn gặp anh Khoa được không? Không. Chào anh. Lâu ngày quá. Bỏ các bạn nhà. Chắc hôm nào rồi phải ghé. Hôm nào lên. Hôm nào lên làm đi. Đấy. Kè. Phụ nữ và người già đã qua đường hơi nhiều. Có lỗi quá. Công việc ổn ổn thì ra. Vâng. Ổn thì ra, tăng nhau hả? Mới nhanh tăng nhau hả? Vâng, mới xuất phát rồi. Bà lùi lại. Bà gì mấy nhà? Ba bao nhiêu tuổi? À, dạ. Em bao tuổi rồi? 20. 20 rồi. Nơi đây nằm trên sông Sài Gòn. Không cái tiếng chạy kia là mấy đứa. Xanh rồi. Có người nhận mùi này đấy. Ừ đúng rồi. Có người nhận mùi này luôn. Vâng vâng. Vâng vâng. Uống mùi dầu đâu đấy? Cái gì? Đồ sơn à? Bố đừng có ăn gậy nhá. Bố đi ăn gậy nè. Bố giữ gìn sức khỏe nhá, uống ít vừa vừa nhá. Vâng, tại này có thể thằng này xuất rất là bố láo, ta lóc mẹ nuôi cho rồi. Vâng, nhà nữa. Vâng ạ. Đứa nào chẳng bố. Vâng ạ, bố ngồi cho bố nghỉ ngơi về sớm nhá bố nhá. Vâng, con chào bố. Nói chung thì bữa hôm nay là đi dạo sông Sài Gòn trên chiếc du thuyền và có thể ăn nhậu trên đây luôn. Đây cái bàn dọn sẵn nè, đó. Có hai cái đèn, đây nó hơi tối. Phạm Nhân Sĩ, chọc quê hoài mày, đây làm gì có vua Mỹ. Chiếc du thuyền đang xả, đang thả trên sông Sài Gòn chạy chậm chậm. Cái này chạy tới đâu lận con? Dạ, đi đâu không? Ý là cái, không? Ý là đó là cái thuyền này dạ, chạy đi tới đâu? Thái không? Đi Thái không? Thôi giờ mình sẵn tiện mình về đi đây số 3 của bố. Trời ơi. Này, chiếc này có thể chạy lên, chạy tới Nha Trang được luôn mà. Được không? Ở đây là chuẩn bị ở đây nó có
đồ ăn, em nghe giọng nhậu nhạc trên thuyền luôn đó. Đất nước Việt Nam của tụi tao là vậy đó. Ở đây là những người, đây là những người Việt Nam một thuần túy, chẳng có ông quan bà lớn gì cả. Vâng ạ, hôm trước vừa ngồi cánh cường cả anh trường phó phòng 9 nữa. Chị bố chỗ này chơi vui lắm. Sao xuống hả? Ờ, ok. Trời ơi, view đẹp luôn. Ờ, đi xuống hả? Từ từ. Hứa view đẹp luôn. Ráng bám bám tí nha. Ừ. Theo con nha. Ok. Đây, đưa tay đây, đưa tay đây. Coi chừng, nép nép vô, nắm trên này nè, nắm trên này nè. Rồi. Ok, à ra mũi hả? Đó. Ồ, ra gì giống như Titanic quá vậy. Giống Titanic quá hả? Ok. Đó, tha hồ luôn. Đỉnh chưa? Đỉnh. Đó, ngồi đây nè. Ngồi đây hả? Ở trên đây nè, đó, nằm. Lên đây, lên đây, lên đây, đó. Thấy không? Cận nào rồi, ngồi xuống được rồi bố. Được rồi hả? Ngồi xuống đi, ngồi. Ô, xuống trời, đi. Trời, 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 rồi, đó. Ok. Bữa nay ta ngồi ngay mũi tàu, ngay cái mũi chiếc du thuyền để mà lên lên trên sông nước. Đây là mình nói cho một cách, đây là những người dân bình thường, không phải là đại gia hay cái gì đó. Và người dân hiện giờ đang sống trong một cách cảnh thanh bình ở hai bên hông sông Sài Gòn này nè. Đây biệt là đây, không à? Đây là biệt thự không à? Cái chỗ hồi nãy mình đi mình nói cái con đường Thảo Điền á, là thôi khỏi nói rồi, bây giờ có tiền triệu cũng không mua nổi, triệu đô đó chứ không phải là triệu đô, đừng triệu đô đừng suy nghĩ tới. Triệu đô đừng nếu nó nói đi triệu đô vô con đường đó thôi đừng có suy nghĩ tới chi, đừng không bao giờ có chuyện đó, khỏi bỏ đi bỏ đi. Mà thấy kinh khủng chưa? Sao em? Hả? Quay mặt lại hả? Wow, đây. Đây là bà xã của Khánh đó, buồn buồn ở đó trong đó khoang lái rồi xong rồi wow, bên đó là cái nhà hàng nổi, villa mở lắp lên, villa sông đó. Ok chưa, nói chung là cái cảnh mà như vậy mà ban đêm, không phải ban đêm mà chiều tối mà thả trên sông như vậy mà ăn. Vậy hả? Trời. Ồ. Thấy chưa? Nó nói kìa. Hả? Không kìa bố ơi. Bà nó coi mày coi đó kìa. Trời ơi nó. Nó coi. Trời ơi nó kêu nằm ngửa lên ngắm sao kìa, trời. Nói như vậy để hiểu rằng là cái cuộc sống của người dân Việt Nam mình thanh bình. Không có thanh bình đâu, sống gió mới chết. Thì mày phải sống gió thì mày biết kiếm cơm, biết kiếm gạo được chứ. Rồi mà nếu mà thương trường, mà thương trường giống như chiến trường thế thôi. Ừ. Hôm nay thì bố được mời dự một cái buổi buổi tiệc nhỏ trên sông. Nói chung thì rất là sung sướng và hãnh diện được lên cái chiếc du thuyền này, con cháu nó mời. Thì quá ư là đã, lần đầu tiên tôi đi du thuyền mà ta ăn nhậu nha. Thì hiện giờ đang ngồi ở đây thì trong kia đang dọn chén dọn mâm du rồi đó. Du thuyền mà không có đi ghép với ai đâu nha. Hả? Du thuyền cá nhân thôi, không đi ghép với ai hết. Thấy chưa, là du thuyền cá nhân á, chứ không có đi ghép mà với ai cả. Quốc là quốc nguyên cái. Quốc là quốc nguyên cái, chơi vậy hà, ngon không? Mà đi chơi như vậy là quá đã, nó thật sự là quá đã. Này cầm điếu thuốc ra hút nữa chứ. Chơi giống. Hả? Thôi ra đây đi. Ok chụp. Đấy. Sướng mới đời. Nói chung thì cái từ về Việt Nam mấy lần rồi mà có thể là mình chưa đi thuyền ra biển hoặc là đi cái những cái thú mà lên lên trên sông nước này, bữa nay là lần đầu tiên nha. Con nói thật nha, đây chỉ mới là middle last thôi đó, chứ chưa phải là high last đâu. Middle đó. Ờ. Còn hai lát ăn chơi hơn nhiều.
Trời, còn hai lát nữa tao chỉ vậy là tao thấy tao đã rồi, chứ đừng có hai lát chứ mà bị mình không muốn hai lát đâu, bởi vì hai lát nó tốn tiền dữ lắm. Ôi, sao không hồi thấy bố cứ ở trên đó miết ở buồn không đi cà khịa được, bây giờ nó thấy còn cái tao chưa, con nuôi tao chưa, nó chỉ cảm thấy tao buồn rồi cảm thấy là ngồi trong nhà, về Việt Nam là phải đi chơi mà nó thấy tao là cứ ngồi một chỗ ở nhà, cứ đi tới đi lui hoài, cứ ăn phở riết. À, thế là nó chơi một phát rồi lên du thuyền chơi luôn, nó bế tôi lên luôn. Ý là trách là tại sao bố cứ ngồi ở nhà hoài không biết đi đâu cho nó thoải mái. Bữa nay nó chơi một phát luôn. Nói như vậy thì mày phải hiểu là tình người rất là quan trọng, sống như thế nào mà để con cái nó thương yêu, cả một cái vấn đề khó khăn chứ không đơn giản. Đó là do mình ăn ở. Trời ơi, đó triệu đô không cầm nổi căn đó đâu nha. Ủa, căn này là sát máy xong luôn hả? Dạ, triệu đô cầm không nổi căn đó đâu. Thôi mà nãy mày nói rồi, nó nói chuyện triệu đô thì đừng nghĩ tới. Thì kinh khủng. Trong này hai lát xong. Đúng rồi, rõ ràng nó mát mà, gió sông nó mát mà nó cũng cảm thấy nó thoải mái. Thiếu lon bia, thiếu hai lon bia đồ. Chút xíu nữa thì ở dưới à, cái xà lan phía trước kìa. Đâu? Đó, đi chớp kìa. À. Đúng rồi, ở Bà Bùi Thuộc thì nói chung thì lễ hội cà phê hoặc là lễ hội cái gì nó ở Việt Nam mình nó cũng vui cả. Bởi nó chỗ đó chỗ đông người rồi nó có những cái vấn đề ý nghĩa. Như là cà phê thì tao có đi một lần rồi, cách đây năm 2019 á, tao có đi một lần. Cái xà lan vậy bố? Ừ, cái xà lan này là cái xà lan cũng không phải xà lan ấy mày, không phải xà lan ăn nhậu mày ơi. Thì bữa xà... trước rồi tính rủ bố lên xà lan đó ăn nhậu đó. Nhưng mà thôi suy nghĩ lại đi lên đây ăn nhậu đi cho khỏe. Đó thấy chưa? Hôm trước thì nó ý định là nó chơi có một loại xà lan giống như kiểu như nhà hàng nổi á. Không phải nhà hàng nổi. Thì cho rằng nhà hàng nổi đi. Không có nổi, đeo đồ ăn lên ăn không có nổi. Dạ hả? Thôi nó kêu thay vậy. Mời bố cầm lên nó kỳ quá, thôi nó chơi mẹ lên chiếc du thuyền luôn. Quên rồi, nãy giờ con nó lo nói chuyện không chào mọi người, bây giờ chào mọi người. Nhắc lại hôm nay mình được đi du thuyền, ăn nhậu, sinh hoạt với mấy bọn trẻ con của mình. Thì nó làm một cái mặt body nhỏ nhỏ trên cái du thuyền đây. Mình thấy du thuyền thì mình rất là hào hứng. Hiện giờ mình đang ngồi trên sông nước. Nói như vậy để mình hiểu rằng cái điều miễn anh cố gắng làm ăn thôi. Cố gắng làm ăn và anh phải đầu tư trí tuệ. Ở Việt Nam đừng nói đến, đừng quan tâm gì chính trị, chính em. Đó, thằng nghe. Chuyển quá rồi. Đúng rồi. Suy nghĩ làm sao để làm. Nó có những. Đừng quan tâm đến mấy chuyện. Thấy con tao nói chưa? Nếu ở Việt Nam không nên quan tâm đến chính trị, chỉ lo kiếm tiền mà thôi. Em kiếm tiền càng nhiều càng tốt. Là bởi vì chừng nào mà em kiếm tiền đầy đủ, em sắm nhà lầu xe hơi thì bắt đầu em mới quan tâm đến chính trị. Mà còn đói thì đừng nên nghĩ tới cái chuyện đó, bởi vì phải rõ ràng. Bởi đó là bây giờ đảng lo cho mình đó. Thì đúng rồi, hôm trước tao cũng nói rồi, có nói cái chuyện mày khỏi bàn cãi, cái chuyện đó nhà nước lo rồi, mình không có lo. Con nói với bố nhớ ngày xưa con nói con gia đình con bán vé số mà. Thấy chưa? Từ một anh chàng bán vé số bây giờ thành đại gia thì không dám nói, mà thiếu gia thì thừa. Thiếu đúng rồi, thiếu, đâu thừa thiếu, được thiếu. Lúc nào đâu. Không lúc nào đâu kiếm tiền triệu đô mà nó cứ thiếu hoài à, khổ vậy đó. Phải công nhận là ban đêm mà đi trồng giữa sông Sài Gòn thì mình vô hai bên bờ thấy đẹp quá. Dạ, đẹp. Rõ ràng là đẹp, nó có những cái tí nữa chạy tới cái landmark đó. Ủa, landmark nó cũng nằm phía sông luôn hả? Dạ, nằm sông mà. Rồi vậy hả? Dạ. Ủa, nó bao nguyên chiếc thuyền là suốt đêm luôn trời. Ở trên này mà mũi không chích thì ngộ ghê. Tự nhiên sao không có, sao không có mũi vậy? Trên đây sao có mũi? Hả? Sao có mũi được hả phải không? Dạ. Đâu có mũi được đâu. Thì tao nghĩ chắc vì sông nước là phải có mũi. Thì, nhưng mà không phải. Không, nhà hàng bên sông đồ. Đồ, nhà hàng kia, đẹp chưa? Ừ. Thực sự là ấn tượng. Nói chung là ở Việt Nam thì chỉ cần lo làm ăn thôi, chuyện còn lại mình người nhỏ mình giải quyết đâu được đâu. Lo làm ăn được cứ nói chung anh chẳng làm được con mẹ gì cả. Không có làm được cái gì hết trơn.
kia có điều à. Với lại bây giờ ba thấy không, bao nhiêu năm, 30-40 năm con đây cũng gần 40. Chào nha. Rồi, đâu phải là một ngày một bữa gì đâu. Bao nhiêu năm rồi đất nước thay đổi, mình cũng là một người mà nhờ ơn đất nước mà đi lên mà. Thấy con là, thấy là... con ta nói chưa? Biết bao nhiêu năm rồi và mình phải nhờ ơn đất nước đi lên thì mình đi lên theo, có nghĩa là nhờ đất nước phát triển thì tụi nó mới kiếm ra tiền được, mới buôn bán được, mới kinh doanh được, dạ, tạo công việc làm được. Mà như vẫn như ngày xưa mà không phát triển thì làm sao, đâu có được như bây giờ. Chắc bây giờ con với bố ngồi ghe không phát triển là hai đứa mình là hiện giờ con với bố với con đang ngồi con chèo ghe, bố ngồi đầu ghe, ngồi đầu ghe hả? Ôi cười. Nói chung là gì cũng vậy, bao nhiêu năm mà ngày xưa làm gì có mấy cảnh này ngày xưa. Rõ ràng cái chuyện đó là mình không thể nào, nhưng mà mình không thể nào mình phủ nhận được điều đây đó. Là công lao, đây là công lao của rất là nhiều bậc tiền nhân mà mình không thể chối bỏ được. Bây giờ đất nước đã không có tiền thì không phát triển được, mà bây giờ tới bây giờ rồi ai cũng có cơm ăn áo mặc, đừng suy nghĩ gì lo làm kinh tế thôi. Đúng rồi, chính xác. Bây giờ mà nha, mình không thông minh thì mình làm bình thường, mình siêng năng mình vẫn có dư. Còn thông minh thì mình cưu mang thêm được một số người nữa với mình thôi, con chả nghĩ nhiều. Đúng rồi. Cái lo làm ăn thôi. Nhưng mà nó buồn cười ở cái chỗ là những người mà bất mãn xã hội là cái cơ chế đầu tiên nhất là họ không lo được bản thân của họ. Và họ tự không trách lương tâm, họ không trách họ, mà đi họ trách người xã hội. Nó kỳ vậy đó. Cứ coi con gia đình con ngày xưa có gì đâu. Nó bán vé số mà có gì đâu, nhưng mà cũng phải cố gắng học. Học không đó được rồi. Thì mình phải tìm mọi cách để mình học cho được. Biển ở Việt Nam không làm gì phạm pháp mà vẫn đi lên ngon ăn là thôi chứ. Đúng rồi. Chỉ cần biết suy nghĩ tí xíu, ngách hàng nào tốt. Bắt đầu rõ ràng vào nghề đó, nghề dạy nghề thị trường rồi đủ thứ chuyện đó. Là có nhiều người họ không biết học hỏi, nói thẳng là họ không biết học hỏi. Biết bao nhiêu người mà từ nghèo đi lên, họ bánh lới thương trường và họ những cái chiêu trò của thương trường thì họ không bao giờ học đã, mà họ chỉ học toàn là thói hư tật xấu không à, nó khổ vậy đó. Thí dụ như trường hợp bây giờ ai cũng hiểu rằng một con đường mà muốn nới rộng ra thì đương nhiên là phải giải tỏa nhà ở hai bên đường. Nhưng mà khi giải tỏa hơn đường nó kêu cướp đất, đồ nó kỳ vậy đó, nó quái đản vậy. Rồi khi mà người ta nếu phát triển thì người ta sẽ làm là hiện. Bây giờ á, thì phóng đường là giá đất lên vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Ở nhà con cầu phóng cho lẹ để đường rộng. Tự nhiên giờ từ 30 triệu mình hiến có nhiêu 20 mét vuông, cái mình lên được 60 triệu, 70 triệu không sướng hả? Đúng rồi. Nhưng mà còn có chỗ đậu xe, trời ơi, bây giờ cứ phóng càng nhanh càng tốt. Bao nhiêu năm rồi vẫn chưa phóng, nhưng cứ phóng càng nhanh càng tốt. Nói chung là họ đủ bắt lỗi đủ thứ cả. Nó cách mà nó không mà được mất con tép nhưng được tới bắt con tôm. Bố coi rồi bố. Nè đó. Đó, chuẩn bị qua đó rồi đó. Lên mất 81 đó. Có cái người buồn cười lắm. Khi người ta hiện đại quá hoặc là người ta hiện đại quá đô thị, cất những cái con đường khóc, cất những cái chung cư làm những con đường đẹp á, thì họ lại anh trên đó là tổng cục tình báo đừng rồi thì họ lại nói nữa, mày cất như vậy mất mẹ cái bụi tre của tao đồ kỳ vậy, quái đản, buồn cười lắm. Không có gì mà họ bằng lòng với thực tại cả. Họ bóc ra những cái chuyện, bởi vì họ nói với mình đâu có giải quyết được cái gì đâu, không giải quyết đâu gì cả. Ta nói rồi, mày bất mãn một cái gì đó, mày thí dụ như oan ức một cái gì đó thì mày sẽ làm đơn kiến nghị lên cái cấp mà mày đang cần khiếu nại, chẳng hạn là nhà đất thì mày lên sở nhà đất, bị bắt quan thì thí dụ như môi trường thì mày lên bộ tài nguyên môi trường, thí dụ bắt quan bắt cái gì thì mày lên công an, mà nói tao làm cái gì, tao có biết con mẹ gì đâu mà làm. Khổ vậy. Ở đâu đẹp vậy anh gặp? Cái này là ở giữa sông Sài Gòn à em. Anh đang ngồi đang đi dạo trên sông Sài Gòn đó, đang không mát, không có rảnh đâu mà ngồi giải quyết cho cái chuyện thì mình tào lao vậy đó. Chụp không, lấy điện thoại anh chụp đi cho sáng. Chụp gì? Bốn đứng ngồi, bốn đứng cái này nằm có sao không? Không, đây nè chỗ nằm nè, cái chỗ đó là chính. À, khoái đã
Nói chung từ hồi xưa giờ mình không nghĩ, bố không có nghĩ cái chuyện mà đi ra ngồi vậy, con chỉ có thằng con nuôi rồi nó thấy mình ngồi ở nhà hoài bực mình quá nó làm đi cho biết. Ví dụ như mình bây giờ mình coi Việt Nam mình thấy chuyện sao phải không? Có bao nhiêu lần, rất là nhiều lần, không phải mới đây. Có nghĩa là mình giải thích rất là nhiều lần cái văn hóa khác biệt rồi cái lối sống rồi pháp luật Việt Nam và pháp luật Mỹ mà nó so sánh rất là nhiều lần. Nhưng bọn họ không có nghe. Nó khổ là khổ gì và họ cố chấp. Nói chung một cách khác mà nói đơn giản thôi. Rồi. Cái gì? Bỏ mấy phần đó đi. Coi kìa. Cái gì? Sắp tới rồi kìa. Ờ đúng rồi. Thấy kinh chưa? Đó rồi. Giờ mình chỉ coi sự phát triển thôi, mình đừng. Thì đúng vậy rồi, nhưng mà mình chỉ nói một cái điều là có những người họ cố chấp, tức là họ không bao giờ họ thấu hiểu, họ không cần biết và họ không muốn biết. À, họ chỉ muốn biết chửi thôi, buồn cười vậy đó. Nói chung là nếu mà không cày thì không lên được đáng. Đương nhiên rồi, nhưng mà nó có những cái nó có những cái mặt ưu việt và những mặt không ưu việt, đồng ý xã hội nào cũng vậy thôi. Thí dụ đặt trường hợp ví dụ như một anh ra tù mãn hạn tù ở Việt Nam, anh có thể tái hòa nhập cộng đồng được và anh có thể phát triển, anh làm giàu được. Nhưng ở Mỹ thì không. Khi anh ra tù rồi coi như cuộc đời anh đi trở về ra đường ở thôi, chứ không có làm con mẹ gì cả. Đó, nó có khác biệt điều đó, đúng không? Buồn cười chứ đó. Nhưng mà nói biết bao nhiêu lần rồi mà họ cố tình họ không chịu thấu, họ không chịu hiểu. Mà đâu phải riêng một mình tao nói đâu, tất cả những bạn bè tao bên Mỹ cũng vậy thôi. Họ cũng không bao giờ mà họ để ý tới cái chuyện đó. Nó buồn cười chứ đó. Là gì ta? Oh wow. Oh, có ông Phong lên chơi kìa. Phong ơi, được, ta đang Phong ơi Phong, ta đang ở giữa sông Sài Gòn là Phong. Ok. À, tại làm sao chúng ta lại không lao đầu vào, chúng ta nặng ầu đầm óc ra đi kiếm tiền để mà được hưởng một cái thú vui nhàn nhã. À, trời ơi, đang quẩy hả? Ở trên đang quẩy kìa, đó nó mở nhạc y xèo trên kìa. Đúng rồi, ở Bạch Đằng, ở giữa sông Bạch Đằng, sông Sài Gòn. Ngồi đây rõ ràng cảm thấy là cuộc đời mình giống như trên mây vậy. Rồi ngồi gió hiu hiu thổi, ngồi trước mũi tàu, đây là trước mũi tàu. Rồi xong rồi mình hưởng thụ những cái sự và êm ái của dòng sông. Rồi ơi, trời ơi, cho Nguyễn Tấn Lạc về lãnh đạo hả? Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đồ quá, lãnh đạo luôn. Đang nghe tức cười quá. Bây giờ ta mới nói cho tụi bay nghe cái điều này chăng. Bây giờ ta mới biết rằng cái trình độ học vấn của Việt Nam, nói chung là trường lớp Việt Nam, nó cao hơn hẳn ở Mỹ và nó cao luôn hơn ở Đại học Harvard á. Nó thẳng cho mày nghe vậy đó nha. Biết lý do tại sao không? Tao dẫn chứng tụi biết mà tụi bay phải bái phục, căm phục. Mày phải hiểu là Trương Quốc Huy á là học mới có lớp 7 thôi ở Việt Nam thôi. Mà thấy chưa rõ ràng đúng không? Các người xác nhận đúng không? Mà qua Mỹ ha, bây giờ hả, đồ má là lãnh đạo cộng đồng Việt Nam ở bên California mới là ghê. Mà thấy rõ ràng, ý ta muốn nói là lớp 7 của Việt Nam mình hiện giờ nó còn hơn tiến sĩ của Harvard, ghê. Chào thượng sĩ nhất, rồi tao không có thằng con lúc nào nó cũng nóng lưng quần, tao nó kéo lại chứ mày đừng có lo. Được, bữa nay nãy nó lên nó cũng dắt tao xuống, chắc nó cũng dắt tao. Tao lên cái bon tàu, tao lên cái mũi tàu này, cái đây là cái mũi tàu này đó. Thấy cái mũi tàu không? Đâu tao đâu có dám đứng nào, tao ngồi trên này đó, thấy chưa? Ở đây là cái neo thả xuống đó, giống như là phim Titanic vậy đó. Hồi chị em đang like, đang chụp hình, đang quậy hả? Hồi nãy nói cho thuyền thiền mà không biết người ở dưới có nghe rõ không ta? Có nghe rõ không thứ nhất? Tất cả mọi người có nghe rõ không? Nãy nói tả là tá lã ông binh mà không biết, trời ơi, tới cần gần tới đẹp quá mày. Gần tới cái lên mắt 81 nè, nó đẹp, gần tới rồi. Được, ok. Mình né qua đây để cho hội chị em quay phim sống ảo. Đâu. Đây, đi qua đây. Từ. Đây, cầm giùm luôn. Rồi. Rồi. Đi. Tao không biết bơi đâu nha. Tao không đâu có biết bơi, rượu mày. Để cho hội chị em
livestream sống ảo. Nắm lên này. Đó, 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 đi, đi, đi. Từ từ đứng đó đi để con rồi rồi đã rồi. Ngồi đây chờ tiếp. Đây là xuống tàu, xuống cái bon tàu rồi xuống ngồi phía sau cái máy. Ok, đang ngồi đây y dạ. Còn trong kia thì họ đang chuẩn bị đồ nhậu, nó hẳn là vậy. Chào đưa ông Ly. Đây bây giờ trong phòng. Vô trong phòng à. Trời ơi. Đây, chuẩn bị nó mời rồi đó. Trời ơi, đồ mà đây nó có phòng ngủ luôn mày ơi. Đây phòng ngủ. Trời, thấy chưa? Ở đây có restroom luôn, thấy chưa? Đây có một cái nữa, thấy chưa? Trời ơi. Hai giường luôn. Trời ơi, hai giường luôn. Dễ sợ. Né con vậy. Né. Sợ cái gì đâu rồi té. Đây, đồ bồi nhậu chuẩn bị. Ây da. Đây, cho đi chỗ này là cái chỗ ngồi à. Chắc là lẽ hồi nữa quốc. Ở đây mà làm ở đây đi ha, nằm đây cho đông người. Ghế ngồi nhiều. Đây phía sau sông. Rõ ràng. Thì nãy nói cũng đã hết lời rồi. Có nghĩa là ở Việt Nam thì mình rất nhiều con nuôi. Nó thấy bố về Việt Nam mà thấy ngồi đu rú trong nhà rồi lâu lâu. Hả? Con nuôi không mà không, học bà con nuôi không mà ta không có nuôi đứa nào hết trơn. Trời, mà ngược lại nó nuôi tao mới là ghê chứ được mà. Chơi kỳ quá. Chơi kỳ quá hả? Bữa okay. Sau về bữa con trai 2000 đô. Khổ vậy đó. Nó thấy mình ngồi ở nhà buồn cứ livestream ở nhà không có đi ra đi vô hoài, nó ghét. Rồi nó chơi phát, chơi cứ du thuyền chơi vậy. Lôi ông già xuống đây ngồi ngắm cảnh. Nó mà thực sự là mình rất là ấn tượng cái du thuyền này là bởi vì sao? Là bởi vì mình chưa bao giờ đi. Nó một cách khác như vậy. Thành ra mình đi mình thấy khoái thôi. Cái này là cái gì ta? Ủa anh tò đó là tò gì vậy? Không, tò này nè. À, cái này của đất xanh ấy. À, đất xanh. Ồ, oh, đất xanh. Ê Phong, lên chơi mày. Gửi yêu cầu đi, tao mời mày lên chơi, nó dốc chơi. Anh đang ở giữa sông Sài Gòn. À, đúng rồi, vậy kiều lúa thì tao đâu có nói là tao không lúa đâu, bởi vì có nhiều cái ở Việt Nam mà chính tao này, tao đi khắp nơi mà tao còn chưa biết những cái điều hay ho của Việt Nam mình đó, hiểu không? À, mà đến nỗi mà tụi nó còn phải dẫn dắt tao nữa. Trời ơi Hiếu Lê ơi, cái mặt tao gì mà không biết sao mày còn phải hình như con khỉ. Bữa nay cắt cái đầu ngắn lại thì cho nó gọn lại thấy đẹp trai phải không? Thích trò này không? Cái gì? Thôi tao sợ nữa. Đụng mà ghê chết mẹ luôn, mày bị vui. Trời ơi. Mày nó còn xui tao ra đây nữa chứ, mới là ghê chứ. Trời ơi, ngồi thò chân dưới đó hả? Trời ơi, thôi mẹ ơi, mệt quá. Ê, tao nghĩ cái tàu này là của nước ngoài hay là của Việt Nam đóng ta? Không, mua nước ngoài hết. Mua nước ngoài hả? À, ok. Ok, chuẩn bị đi công chuyện thì thôi, ok.
cái ông bạn già tao đã bắt rồi, để cho ông thèm chơi, để cho ông thèm chơi, phải không? Có nghĩa là ông bạn già tao đã bắt tiêu rồi, đứa nào biết lôi ông vô làm tao coi. Ông Peter Phượng đó. Cái gì? Đó gần lắm luôn rồi kìa. Ờ. Nó gần. Bây giờ nó gần tòa nhà lắm rồi đó. Ok. Thế thôi. Ở đây là cái gì? Hồi nãy nói cái này cái gì? Ờ, cái tòa nhà của công ty đất xanh chứ, phải không? Ừ. Quá trời luôn. Nói gì thì nói, tối nay rất là vui vẻ rồi. Ôi, mình nói rất là nhiều lần rồi, cái đám mà từ hồi xưa tới giờ mình cũng đã nói rồi, những người mà bỏ nước ra đi còn quá trẻ thì nó không hiểu về đất nước Việt Nam, và những người nào mà dưới 50 tuổi đã không biết gì rồi. Đất nước mình giải phóng 48 năm rồi, mà 50 tuổi thì chỉ có 2 tuổi, 20 tuổi thì biết cái gì ở Việt Nam? Lịch sử không biết, chiến tranh không biết, tất cả mọi thứ đều không biết, thì lấy cái gì để mà phê phán? Mình nói rất nhiều lần rồi, không quan tâm chuyện đó. Bởi vì tao ngày xưa tao còn hăng, có nghĩa là những người nào mà nói về Việt Nam mình này kia thì tao còn lên tao chửi bới này. Bây giờ tao nghĩ rồi, ô té ra từ xưa giờ nó tụi nó chẳng biết về Việt Nam cả, nó không hiểu được về Việt Nam cả. Trời, tao đâu có ngu mày, leo lên đó mệt chết mẹ luôn, ăn tô phở gần 1 triệu bạc. Chuyện mà tao nghĩ tao không bao giờ tao làm mấy cái chuyện đó đâu, tao thực tế lắm. Mình là người dân thì mình nói giống như là con tao nãy nói, con nuôi tao nói đó, cái là mình không cần phải đếm xỉa về chính trị chính em gì cả, chỉ lo vào cuộc sống gia đình, lo làm giàu, lo làm những cái chuyện gì quyết định mình đi. Nhà nó ngày xưa cũng đâu có khá giả gì đâu, gia đình bán vé số, nói chung từ chỗ đó mà đi lên nó cũng đã tâm sự rồi đó. Phải cố gắng rồi sau bắt đầu đi học lên bắt đầu lấy được bằng xong rồi bằng quá kỹ sư quá, rồi bắt đầu mới chế tạo làm này làm cái kia, làm những cái vấn đề khoa học. Nó đâu có bao giờ nó nghĩ tới cái gì đâu, nhưng mà nó thương mình ở chỗ là nó thương bố, là ở chỗ là bố nói chân thật, không cần là phải qua Mỹ con mẹ gì cả. Thấy sao nói vậy, mỗi lần về nước thấy đất nước mình đi lên phát triển thay đổi từ giờ từ ngày thì cảm thấy mình mừng, mình nói lên cái điều đó. Nó cảm thấy nó quý mình thì nó mến mình thôi, chứ còn chuyện rất là bình thường, không có cái gì gọi là ấy cả. Bây giờ gia sản của nó là mấy triệu đô thì nó mừng mình thôi. Chào Việt Nguyễn nha. Tao đâu có khe mày bọng phù du. Trời ơi, tao đã, nếu mà tao sợ tao đâu có thèm lên làm tao chửi chúng nó đâu. Nhưng có cái điều là có giữa cái mà mình thì ghét ở chỗ là nó biết rằng là đất nước mình phát triển mà nó không chấp nhận cái điều đó. Nó buồn cười cho nó. Thế thôi. Còn chuyện cá nhân tao, bố đi về Việt Nam bố chơi thì quyền cá nhân của bố, mình đâu có dính líu gì tụi nó đâu. Đúng rồi, ngày hôm qua vị xỉn quá cho nên ra không có review được, cũng là quê của bà ngoại. Ngày hôm qua về Long Khánh chơi thì 4 tháng trước cũng về quê bà ngoại chơi rồi đi về Mỹ, thì cái con đường bắt đầu từ cái chỗ Tà Lú á, có đường mà chỗ ấp 3 là vô vào chỗ cái gì đó, cái gì mà ấp 3 là cái chỗ căn cứ quân sự lên núi luôn á, thì rất ư là dơ dái, bởi nó loan lỗ các cái đó. Bữa nay về nó tráng một con đường từ đó cũng khoảng cả chục cây số, từ ngoài đầu đường mà chạy thẳng lên chân núi luôn. Nó tráng luôn, tính review. Bây giờ mình bỏ cái vụ này qua một bên, mình lên trên đó mình ăn đi. Mình ăn mình cũng live stream đó chứ, ăn để cho biết mình, tao. Mình phải tập trung ăn chơi với nó chứ. Bây giờ con tao nói bây giờ mình không có cái con. Bây giờ cái câu chuyện là ai nói như thế nào thôi kệ đi, mình đang ăn chơi. Đúng rồi. Mình đang ăn chơi. Rồi. Ai nói gì kệ. Nhưng mà quan trọng là mình có ăn. Đúng rồi, nhưng mà mình phải ăn, mình cũng live stream cho thiên hạ chúng biết cái mình nó nói tao uống nước lạnh lên đây bộ khoe mẻ với không, ý đó là tao khoe mẻ nó con không, tao. Không. Bước lên đây được đã là chắc chắn là có tiền rồi.
Không sao rồi, nhưng mà để cho tao lên đó tao like chút xíu đi, để tao coi những món ăn đó cho người ta thấy là tao ăn thiệt chứ tao ăn dở. Nó cho tao ăn cũng không, nó không sao. Bây giờ mình giấu luôn, mình giấu luôn, mình chắc nói ăn giả luôn. Bây giờ bước chân được lên đây trước cái đã rồi mình sao còn giờ. Nói chung thì nói một cách nó nói cho nó rõ ràng như vậy là khi mà live stream có vấn đề ăn uống khoe mẽ, cái điều đó không nên, bởi vì nhiều khi tao cũng không muốn đâu. Thì cái điều đó thì con tao nói đúng. Lên đây được là đã có tiền rồi, mà lên đây nó ngồi ăn uống mà nhậu thì có tính khoe mẽ quá, cái điều đó nó không có nên. Đó, nó thẳng là vậy. Thì có thể là phải có tiền nó mới lên đây được. Nó nói rõ có tiền nó mới lên đây được. Đó. Thì mình tạm dừng cái livestream này ha các bạn ha. Mình cứ tập trung ăn uống, bây giờ ai nấu gì kệ. Đúng rồi, ok. Rồi, cứ bước chân lên đây được giống như là tao đi rồi hay nói chuyện, còn không thì đừng nói chuyện. Ok. Thì mấy lời mình ngắn nhủ với là tất cả mọi người đó, này đất nước của ta hiện giờ là như vậy rồi, miễn anh làm sao đất nước này thấy ai nói gì nói, chứ giờ đối với con đẹp quá. Cho đúng rồi, giờ thêm nữa là bước chân lên được rồi, mình muốn live stream cái gì đó là không nói gì nói, còn giờ không bước chân lên được thì thôi không rồi nói. Ok nữa. Đúng rồi, ok con như vậy đi ha. Bây giờ mình phải lên tập trung ăn chơi rồi. Ok con, tao nói bây giờ tập trung ăn chơi, tí nữa còn chụp hình sống ảo nữa. Đây. Không, sống thiệt. Rồi, rồi, ok con. Vậy thôi ha. Coi tất cả mọi người, tạm biệt mọi người ha. Nói như vậy, hiện giờ tôi đã đặt chân lên chiếc này, chiếc du thuyền này và đang lênh đênh trên sông nước. Có thật nha. Ha, ok. Thôi tạm biệt mọi người ha. Rồi.